Xin chào quý cô chú anh chị. Thì hiện tại Phượng đang có mặt tại khu dân cư Thánh Gia, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Thì trong video ngày hôm nay Phượng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà ở hai mặt tiền ở tại trục đường Tô Hiệu ha. Và với tổng diện tích là 74,7 m², diện tích sàn xây dựng là 298,8 m² nha. Tầng trệt thì hiện tại gia chủ đang để trống nha. Thì ở bên trong này thì các anh chị có thể sở hữu xong mình có thể thiết kế một cái quầy lễ tân nằm ở khu vực này. Và xung quanh thì chúng ta sẽ bố trí thêm một vài bộ bàn ghế chẳng hạn để mình có thể đón khách. Và bởi vì cái vị trí hiện tại trục đường Tô Hiệu cũng có rất là nhiều khách du lịch về để thuê, cho nên là rất là tiện để các anh chị kinh doanh cái loại hình khách sạn này hay là homestay vẫn ok nha. Thì ở tầng 1 này chúng ta có một cái nhà vệ sinh được ẩn giấu ở trong này ha. Đây. Đó, và đi lên bên trên thì ở khu vực này cũng có thể dễ dàng các anh chị để làm một cái sân để xe máy chẳng hạn cho các khách hàng của mình. Thì tuy là căn này chỉ có 4 tầng thôi nhưng mà vẫn gia chủ vẫn thiết kế sẵn cho chúng ta một cái thang máy như thế này đây nha ha. Thì để chi tiết hơn thì tí nữa Phượng sẽ đi lên bằng cầu thang bộ, chúng ta sẽ cùng tham quan tầng 1 của căn nhà. Sau đó tí nữa Phượng sẽ để đi xuống bằng thang máy để anh chị nhà mình cùng trải nghiệm ha. Thì đầu tiên trên tầng 1 khu vực ở phía mặt trước của đường Tô Hiệu này thì gia chủ thiết kế đang là một cái căn phòng bếp nha các anh chị. Đó, một căn phòng bếp. Và căn phòng bếp này cũng khá là rộng. Thông qua phía bên này cũng là có một căn phòng nữa. Này là khoảng không gian sinh hoạt chung thôi. Khu này thì các anh chị có thể thiết kế thành một căn phòng ngủ hoặc là một khoảng không gian sinh hoạt chung của gia đình vẫn rất là ok nha các anh chị. Bởi vì giữa các phòng đều có sự ngăn cách với nhau, đều có cửa để ngăn cách, cho nên là rất là thuận tiện luôn. Đây, tầng 1 là toilet của phòng này ha. Và bên này thì vẫn có cửa kính nha, để nhìn ra bên ngoài ha. Và tiếp theo thì ở phía bên dưới này, khu vực thang máy, chúng ta vẫn có một căn phòng nữa. Đây. Thì với nhu cầu để thiết kế để cho khách thuê, cho nên là gần như tất cả các phòng đều có toilet bên trong nha các anh chị. Và căn phòng này thì cũng có cửa sổ để thông gió ra bên ngoài. Đây là cửa sổ thông với trục đường Việt Bắc ha. Đó. Và đây là toilet bên trong của căn nhà mình ha. Và tiếp theo mời các anh chị sẽ lên tầng 3, chúng ta sẽ cùng đi tham quan tầng 3 ha. Và kết cấu của tầng 3 thì cũng khá tương đồng với tầng 2 này. Tuy nhiên sẽ không có thiết kế phòng bếp ha, mà chỉ thiết kế toàn bộ đều là phòng ngủ luôn. Đây. Là căn phòng ngủ của chúng ta. Và có phòng ngủ này thì được cái là view phía trước của trục đường Tô Hiệu. Thời hướng này buổi chiều là hướng nam nha các anh chị, cho nên là gió rất là mát. Ngoài này thì chúng ta còn có một cái ban công nữa ha. Đây. Bên trong này sẽ là cái toilet của chúng ta. Rồi. Tiếp theo là đến căn phòng ngủ thứ hai ha. Thì các anh chị thấy thì gần như tất cả các khung cửa hay là cái hành lang của cầu thang thì đều thiết kế bằng gỗ nha. Thì phòng này cũng khá là sáng, thoáng và mát nha các anh chị.
Hiện tại thì gia chủ chúng ta đang để trống căn nhà này và gia chủ chỉ để đồ đạc là chủ yếu thôi chứ cũng chưa có khai thác kinh doanh gì hết. Đây. Đây là căn phòng thứ 3 ở tầng 2. Đây các chị thấy không? Gió chiều rất là mát mẻ luôn. Đúng hướng gió luôn nha các chị. Nhan cực là thích. Và đến với thiết kế của tầng 3. Đây. Cũng là thiết kế tương tự như ở sàn tầng tầng bên dưới nha các anh chị. Cái này thì view sẽ thoáng hơn rất là nhiều. Và tại vị trí khu vực căn này thì chỉ cần đi ra ngoài bãi tắm thanh niên thì đâu đó khoảng 350 mét thôi, và trục đường này lại là trục đường lớn nữa, mà ra ngay chỗ trục đường Trần Phú của chúng ta chỉ có 50 mét thôi nha các anh chị, rất là thuận tiện luôn. Nhưng mà căn phòng, tất cả các căn phòng cũng chưa được set up gì hết, cho nên là khi mà anh chị sở hữu căn nhà này rồi thì rất là dễ để cho các anh chị có thể tự tự decor mà không phải chỉnh sửa hay là thêm thắc mắc cứ vấn đề gì hết. Đó. Đây là căn phòng thứ ba. Thì các anh chị có thể dùng khóa. Khóa chúng ta hiện tại đang là khóa khóa cơ. Và đến phòng cuối cùng đó chính là tầng tâm ha. Tầng tâm này thì hiện tại cũng đang để trống. Anh chị có thể set up một quán cà phê nho nhỏ ở trên tầng tầng tâm này, hoặc là một cái nhà hàng mini cũng được. Đó. Là quầy bar mini ở tại khu vực này. Thì nếu như mà decor thêm thì các anh chị có thể làm không gian mở luôn nha các anh chị, thì buổi tối sẽ rất là đẹp luôn ấy. Rồi xin cảm ơn các quý cô chú anh chị đã theo dõi video này của Phượng ha. Nếu như cô chú anh chị mình đang quan tâm tới căn nhà này thì có thể liên hệ trực tiếp với Phượng qua số điện thoại 0869 03868. Và đừng quên đăng ký kênh của đăng ký kênh Phạm Phượng Bất Động Sản để cập nhật thêm nhiều video mới, sản phẩm mới đầu tư tại thành phố Nha Trang mình nha. Xin cảm ơn, xin chào cô chú anh chị ạ. Và bây giờ thì Phượng sẽ đi xuống bằng con đường thang máy để các anh chị có thể cảm nhận được cái sự vận hành ở trong thang máy của mình là như thế nào hết. Thang máy này có tổng trọng lượng là 650 kg và anh gia chủ cũng vừa mới lắp đặt đây thôi. Đây là thiết kế của thang máy không? Cũng khá là xinh. Các anh chị theo thường thấy thì thang máy chạy rất là êm luôn nha các anh chị. Rất là mượt luôn ấy. Rồi tới dưới tầng 1 rồi.
Thì xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video này của Phượng. Thì nếu như cô chú anh chị đang quan tâm tới căn nhà này thì có thể liên hệ trực tiếp với Phượng qua số điện thoại 0867903868 và đừng quên đăng ký kênh Phạm Phượng Bất Động Sản để cập nhật thêm nhiều video mới đầu tư tại thành phố Nha Trang này nha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.